khách người ta đến đây đang ăn sáng. Phải nói là đây là khu du lịch nổi ghê lắm nha cô chú nha. Ít khi Tỏn Nhỏ thấy ai xuống đây lắm. Wow, sóng lớn gì nha. Chịu trận, nói chung là xuống biển tắm là phải chịu trận để đó cô chú thấy được sao mà đâu. Con ghẹ này ghẹ mặt trăng nè, con ghẹ này ghẹ xanh nè. Trăng ngon cái gì? Cái này ngon. Đánh vô nè, đánh vô nè. Âm vô nè, đó. Đó, thấy chưa? Trời ơi, thấy chưa? Thấy không? Bây giờ mới có 6 giờ 40 phút à. À, nhưng mà xe là ùn ùn đang kéo vào trong cái khu du lịch Cổ Thạch thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay là ngày thứ 7 đó cô chú. Mới sáng sớm thôi, nhưng mà rất là nhiều đoàn xe du lịch người ta đổ về khu du lịch Cổ Thạch thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thì số điện thoại của các nhà nghỉ Tỏn Nhỏ sẽ để trong phần mô tả để cô chú anh chị mình có thông tin. Có thể là gia đình mình sẽ có cái kế hoạch để đi đến đây đó, mình đặt phòng trước tiện lợi cho cái việc mà mình đi lại nha cô chú nha. Nhiều khi giá cả thì nó lên nó xuống tầm 300, 500, 700 đó. Thì Tỏn Nhỏ đang nói tới phòng đơn đó. Bây giờ Tỏn Nhỏ tiến vào, hiện tại bây giờ thì khách người ta đến đây đang ăn sáng của chú. Đó, cơm sườn trứng, bún riêu, hủ tiếu, các món hải sản. Ủa, đông lắm. Giờ này bên đây nè, cô chú mình cũng đang tập trung ăn sáng. Giờ này mới sáng sớm nè. Mình phải ăn sáng cho cung cấp năng lượng cái đã, rồi mình đi tham quan du lịch ở các cái địa điểm xung quanh đây. Thì từ đây đi xuống thẳng dưới kia là có bãi đá bảy màu nha cô chú nha. Có bãi biển dưới đó đẹp lắm. Đó. Wow, quá đã luôn. Bên kia cũng có cái quán hả? Đó, nói chung là xung quanh đây thì hiện tại bây giờ là khách du lịch người ta đến người ta ăn sáng cô chú nha. Tỏn Nhỏ thấy có một số anh chạy xe Honda cũng đi tìm khách đó. Tại vì cái nhu cầu mà khách người ta đến đây di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác cách nhau khoảng tầm 100-200 mét, nhưng mà mình đi cũng hơi bị mỏi chân á, cho nên là ở đây là có xe Honda dịch vụ người ta chở luôn. Quán ăn đó. Hôm nay là cuối tuần, ngày thứ 7 trong cái mùa hè. Bây giờ là tháng 6. Hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2024. Sáng nay thì Tỏn Nhỏ có đến cái cảng cá Phan Rí cũng thuộc huyện Tuy Phong. Tuy nhiên thì không khí trong cái mùa này hầu như ở tất cả các bãi biển Tỏn Nhỏ thấy lượng cá không được nhiều lắm. Bên đây là có hải sản, xin lỗi, đặc sản. Cô chú anh chị mình đến mua ha. Bánh rế, đường. Ồ, có xe bên đây. Đó, đặc sản ở đây thì Tỏn Nhỏ cũng quay và cũng nói nhiều lắm. Mũ chơm, tỏi, tiêu, đường, rồi mấy cái loại chai dầu thoa, rồi thì các cái đồ lưu niệm, quần áo phục vụ cho du lịch có luôn. Hiện tại bây giờ là trưa đâu cô chú anh chị. Đó, một lát nữa chắc chắn là sẽ rất là đông ha. Phía cái lưới dưới cái lối biển đi lên, Tỏn Nhỏ thấy đông lắm cô chú anh chị mình đó. Còn ở đây là chủ yếu là tập trung ăn sáng. Bây giờ này giờ ăn sáng mà. Ồ, quán bên này cũng quá đông luôn á. Cơm sườn, phở bò, đó, bên đây có bán hải sản khô. Đó, mực, tôm, mấy em tép nhỏ nhỏ nấu canh. Bánh căn cô chú, bánh căn do món đặc trưng ở đây nha. Hôm nay Tỏn Nhỏ cảm giác là người ta vô chùa nhiều á. Chỗ bán cà phê này cũng ngon lắm, cà phê pha máy á, Tỏn Nhỏ hãy đến lắm. Bên đây là nhà nghỉ vườn xanh cô chú nha. Số điện thoại Tỏn Nhỏ cũng để trong cái phần mô tả luôn. Hôm nay thứ Bảy. Có nhiều cô chú mình vào chùa ha. Có thể Tỏn Nhỏ sẽ đi vào chùa nha cô chú nhé. Hôm nay mình đi vào chùa đi, rồi sau đó mình xuống biển. Hôm nay rất sớm. Các Phật tử đến. Phải nói là đây là khu du lịch nổi ghê lắm nha cô chú nha. Đặc biệt là trong mùa hè, hầu như là ngày nào Tỏn Nhỏ cũng thấy khách đông đến đây. Hôm nay chắc là 17 tháng 5 âm lịch. Thường là các Phật tử bà con mình đến chùa vào những ngày rằm hay những ngày lễ, nhưng mà bữa nay Tỏn Nhỏ nghĩ là cuối tuần á, bà con mình du lịch đến đây, rồi sẵn tiện là mình cũng ghé chùa. Đây là khu vực phía trước ha. Ở xung quanh này bán quán nước. Bây giờ Tỏn Nhỏ cũng sẽ đi vào phía trong luôn. Đó, táo nè. Táo ở đây là có trồng tại địa phương. Có rất là nhiều đồ lưu niệm trang sức. Vào trong đây rất yên tĩnh. Ở đây có bán đặc sản. Là mấy anh chị mình đến mua nha, lên khách. Đây là cổng chùa. Đây là chính điện nha cô chú. Đây. Đó, cũng có một số anh chị khách du lịch mình đến đây thắp nhang. Ở dưới nha cũng có mấy cô bán nhang đó để cho khách du lịch mình đến có nhu cầu thắp nhang thì mình mua. Ở đây cũng có lối đi vào, có cái hàng trong đó cô chú. Đây là chính điện ha. Ở đây là rất rộng của chú nhé. Đó, thì bên đây cái cổng lúc nãy mình đi vào á. Dạ, dạ cổng. Qua bên đây nhìn xuống biển. Đó, cũng có anh chị đang ngồi nè, đang đứng nè, đang chụp ảnh nè. Đó, thì Tỏn Nhỏ qua bên đây nè. Đó, đẹp lắm. Đó, cô chú anh chị thấy ha, biển Cổ Thạch phía dưới. Ở chỗ này là có cái lối đi xuống nè, mà ít khi mà bà con mình xuống đây lắm cô chú. Dưới đó có một cái bãi đá, bãi biển rất đẹp nha, nhưng mà hầu như là không có ai xuống á. Và bên đây có một cái lối đi vào nha cô chú nha. Có một cái lối đi vào chùa nè, mà ít khi Tỏn Nhỏ thấy bà con mình đi vào cái đường này lắm nè. À, đó nha. Đây nha cô chú nha. Đó, ít khi Tỏn Nhỏ thấy ai xuống đây lắm. Ở dưới đó cũng thờ Phật, mà mấy vị Phật á. Thì Tỏn Nhỏ cũng đi xung quanh gần đây thôi. Chứ thực sự mà nếu mà đi hết á, nó rộng lắm cô chú anh chị. Đó, dưới kia cũng có một số bạn đang tính toán cái gì đó, chắc chuẩn bị đi hay sao á. Bây giờ Tỏn Nhỏ đi lên phía trên. Đó, hôm nay bà con Phật tử mình đến cũng đông lắm ha cô chú ha. Rất là yên tĩnh. Bên đây cũng có cái lối đi ra phía bên đây. Dạ. Cũng có nhiều cái nơi thờ các vị Phật á. Những cái pho tượng phải nói là cao ráo lắm. Đó, cứ di chuyển thẳng cái lối này cô chú nha. Đó, sẽ còn có rất là nhiều điều chúng ta có thể đi tham quan, ngắm cảnh, thắp nhang ha. Thì bây giờ tụi nhỏ sẽ đi xuống lại ngay khu vực chợ lúc nãy á, rồi để mà di chuyển xuống biển của chú nha. Đó, thì nói chung là hôm nay đến đây cũng nhân cơ hội ghé Biển Chùa. Đây, cái cổng mình đi xuống lại nha cô chú nha. Lúc nãy là mình vào sớm, bây giờ ra lại là thấy đông bà con mình đi vào. Bây giờ Tỏn Nhỏ đang có mặt tại khu vực chợ lại của chú nha. Bây giờ mình cũng sẽ đi xuống cái biển thôi, đi xuống biển. Bà con bây giờ cũng đang đi lên á. Giờ này thì vẫn còn khách du lịch người ta bên ngoài người ta đi vào nè cô chú, còn đông lắm nha. Thời gian lúc nãy Tỏn Nhỏ di chuyển đi vào chùa cũng chính là cái thời gian mà bà con mình xuống biển đông lắm. Biển đi xuống buổi sáng tắm mát khỏe. Lúc mình vô chùa yên tĩnh, yên lặng lắm, nhưng mà khi mà đi ra thấy bà con mình ùn kéo vô để mà thắp nhang cúng vái. Đó thì những cái đoạn đường Tỏn Nhỏ đi qua cũng như là quán xá xung quanh đây, hầu như là video nào Tỏn Nhỏ cũng ghi lại luôn á cô chú. Bây giờ Tỏn Nhỏ xuống thẳng dưới biển luôn cô chú nha. Đây chính là cái không khí tắm biển của bà con mình tại bãi biển Cổ Thạch thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nha cô chú. Thì sáng nay là nước nó dâng cao á, chứ nếu mà chiều á là bà con mình tắm xa ra khoảng thêm 30 mét nữa. Bãi biển nó rộng lắm. Đó, hiện tại bây giờ một số cô chú mình đang đi tới nè. Ở trên đây thì là có quán ăn. Đó, khách khứa mình tới ăn uống, lựa chọn hải sản, đồ cân ký, rồi nhờ chủ quán người ta chế biến luôn như cô chú nha. Cái lối lúc nãy Tỏn Nhỏ đi vào á, có nhiều hải sản lắm. Sóng nó đánh cao lắm cô chú. Đó, sóng như thế này tắm cũng vui lắm, nhưng mà tắm gần bờ thôi, đừng có ra xa nha. Tại cái lực của cái sóng nó đẩy mạnh lắm, nó đánh vào rồi nó đưa mình ra. Nhiều khi mình ra xa xa là hụt chân, cái là cũng mệt. Wow, sóng nó quánh rồi. Đứng gần bờ, lát nữa nó quánh là ướt áo hết cô chú nha. Nếu mà không muốn tắm thì đứng xa ra. Ôi. Quá trời luôn, bữa nay bà con mình tới tắm đang ngồi xung quanh đây đông lắm. Cũng có đoàn gia đình ở phía sau Tỏn Nhỏ là đang đứng ngắm nghía nhìn ra hướng biển. Không khí biển thấy nó thú vị thiệt chứ, vui nhộn. Rồi mà sóng nó đánh ngã lên ngã xuống cũng thấy vui rồi, hay á. Thì trên đây lúc nãy Tỏn Nhỏ nói là quán ăn nha. Đó, cô chú anh chị nào mà thích ăn hải sản thì lên mình mua ăn nha cô chú. Biển mấy mùa này thì nó trong lắm. Wow, đó, nó bánh tuột lên trên đây đó. Khủng khiếp chưa. Wow, lên bờ luôn. Cho nên xung quanh đây là được bà con xung quanh quán người ta xây lại cái bờ trắng, cũng là cái lối đi của bà con mình luôn, lên xuống luôn. Wow, khủng khiếp. Đó, xuống đây là phải đứng ngắm nghía rồi suy nghĩ có nên tắm hay không á. Nhiều khi mình làm biếng á cô chú, cho nên mình không muốn tắm, chứ thực sự tắm là ghiền á. Wow, sóng lớn gì nha. Đó, thấy không? Quánh ập lên trên đầu luôn. Bên đây nữa nè, bên đây cũng đu đưa theo cái nhịp sóng vỗ. Wow, đó, đi sát vô, quánh nó khủng khiếp đi chứ. Vui, tại nó cạn á, mà, wow. Trời. Né vô luôn. Ra biển rồi mới cảm nhận được cái không khí tắm biển của bà con vui thì cái chứ. Bên đây có phục vụ mấy áo phao nè, có phao bơi nữa nè. Ủa, bên kia cũng đông luôn. Cũng có nhiều cô chú anh chị đang tập trung ăn uống mình đó. Tỏn Nhỏ đứng đây thì cho nó quýnh luôn ơi. Xong nó quýnh lên luôn ơi. Nhiều đoàn gia đình người ta đi vào cô chú ơi, đi xuống dưới biển cô chú ơi. Đông vui lắm. Trời, đúng là tắm biển sung sướng vui thiệt chứ. Đau khổ chứ. Nói vui vậy thôi chứ thực sự là thấy bà con mình xuống đây tắm biển á, hớn hở vui nhộn lắm cô chú. Đang đứng tự nhiên sống ở đâu nó ập tới nó quánh như là đó, mất cái thăng bằng luôn á. Vui đó. Wow. Còn mấy cô mấy chú đi trên bờ á, nó quánh ầm ầm luôn. Như là mắc cười đấy chứ. Đang đứng nào, đang đứng nó bánh cái ầm vô một cái à. Công nhận sóng mạnh ghê luôn á. Đó, đứng không yên luôn, đứng không yên luôn cô chú, đứng không yên luôn. Quá xá vui. Chịu trận, nói chung là xuống biển tắm là phải chịu trận để sống nó quýnh. Đó, không yên luôn. Đó, trên bờ đó, đứng trên bờ mà nó đánh ầm ầm luôn đó. Bên kia có khách sạn Hoàng Phúc, cùng gần đây là có Trương Thịnh, và ở giữa là Minh Hà, sát ở bờ biển luôn. Quá. Đứng đây mà sao nó cạn mà nó quánh ghê không? Ở bờ kia nó đẩy vào. Ở chiều hôm qua thì cũng có một cái trường hợp cũng tắm ra xa đây là ý bị sao hụt chân á, nhưng mà sóng nó quánh vào lại. Wow. Đứng ngồi không yên. Chơi với luôn. Vui. Rất là vui. Đó, bên kia cũng có một số gia đình người ta xuống, cũng đang đứng ở phía trên á. Mấy bạn nhỏ mà đến đây chắc chắn là vui nghịch lắm. Đang đi sóng nó bánh ầm lên cả đó cô chú thấy rồi. Xong rồi xong luôn rồi, rồi xong luôn rồi, rồi tắt cái hả. Đó, để đảm bảo phải đứng cách xa ra lúc để quánh kinh khủng quá cô chú ơi. Đó, nhiều gia đình mình cũng đang đi xuống. Bữa nay thứ bảy tha hồ tắm thoải mái luôn, vui chơi giải trí tại bãi biển Cổ Thạch này. Tỏn Nhỏ thực sự mà nói ý nghĩa lắm cô chú. Đến đây với một cái không gian khí hậu tuyệt vời lắm, yên bình mát mẻ. Rồi thích tắm biển thì thích, còn thích đi đâu đó xung quanh đây nè cũng có nhiều điểm du lịch. Muốn qua bãi đá bảy màu đó thì qua, hay là ngồi quán cà phê nhâm nhi trò chuyện, hay là đi vào chùa hang. có rất là nhiều địa điểm để mà mình có thể đi nha cô chú nha. Ở đây cũng có Lăng Ông Nam Hải nữa. Cô chú anh chị mình hỏi mấy anh ACM á, người ta chỉ cho. Đó, tại vì nếu mà nói đường á, thì nó cũng lộn xộn lủng củng mà. Mình hỏi là chắc nhất nha cô chú nha. Chỉ có số điện thoại là Tỏn Nhỏ để trong cái phần mô tả để cô chú anh chị mình có cái thông tin. Mình cần là mình alo thông báo đặt phòng. Đó, cho gia đình mình đi cho nó thoải mái, chứ đi mà mình không có chuẩn bị cái gì nhiều khi cũng lo lắm. Trong cái mùa này là dễ bị cháy phòng mà cô chú nha. Đứng ngồi không yên. Đó, nó bánh tuột vô đây luôn thấy không? Thực sự mà tắm biển mà với cái hoàn cảnh như thế này rất là tuyệt vời cô chú ha. Ít khi mà như thế này được như thế này lắm. Cũng còn nhiều mà anh chị mình đang ở trên bờ chưa xuống đâu. Đó, thấy không? Quýt âm á chứ phải giỡn đâu. Ở trong đây là có cô chú đang ngồi ăn. Đó, ngay chỗ tập trung đông là bán hải sản á cô chú. Cũng dài 300 mình mua, mình luộc lên, chế biến lên, mình thưởng thức ăn cho nó đã đi. Lâu lâu mình đi du lịch đấy. Khủng khiếp nữa chứ. Bây giờ Tỏn Nhỏ di chuyển vào phía bên trong quán luôn cô chú. Rồi đi qua cái lối này để là mà đi qua bên kia luôn. Hải sản hấp dẫn à. Đó, có bếp lò người ta chuẩn bị lửa sẵn luôn nè. Đó, có anh lựa nè, lựa hải sản nè. Vậy mặt trăng hả? Vậy mặt trăng 400 hả chị? Chứ còn ghệ này là nhiêu? Còn ghệ này ghệ mặt trăng nè, còn ghệ này ghệ xanh nè. Cái này ngon. Này ngon hả? Ờ. Sò quạt. Đó, thú vị ha cô chú ha. Cũng có nhiều gia đình mình ngồi ăn trên đây nè. Nhìn thoải mái luôn á. Tỏn Nhỏ quay ra lại hướng biển này. Đi ra sát ngoài đây cho sóng nó quýnh cho nó vui nè. Lúc ban đầu Tỏn Nhỏ đến là 6:40. Bây giờ chắc đi vào chùa lúc nãy rồi. Chắc cũng tầm đâu khoảng chuẩn bị là gần 8 giờ ha. Không khí nè. Giận rồi. Trời ơi, nó quýnh lên gật quá. Trời ơi, quýnh liên tục luôn. Trời. Mới bị sóng đánh vào. Hết hồn hết luôn. Đứng trên đây vui thì cái chứ. Sóng bánh liên tục luôn. Ở dưới thì tắm biển không yên luôn á. Ở trên thì cũng không yên luôn. Âm. Đó, đứng đây lát đi sóng bánh lên là chạy đường nào hết đấy. Nhưng mà có người tắm rồi thì không sao, có người chưa tắm là ướt hết á. Trời, đồ bánh nó đánh ra rồi nó lôi vô. Tội cô quá. Vui. Quánh vô nè, ập vô. Trời. Trong đây có đoàn gia đình tiếp tục đi xuống nè, mang theo một cái thùng Tiger nữa. Ủa, đồ ăn thức uống mang theo phía sau nữa nè, sẽ rất là hoành tráng ha. Đó. Chạy trốn. Quánh quá trời quánh. Có nhiều cô mình cảm nhận là hình như lâu lâu xuống biển á, cho nên vui lắm. Mấy cô cháu nắm tay nhau. Cũng trên đây cũng có bà chị bà quay phim chụp hình trên đây nè. Đi theo đoàn gia đình á. Quá xá luôn, sóng quánh khủng khiếp vậy đó. Trời. Đó, ập lên. Đó. Bên kia là bãi đá Bể Màu của chú nha. Từ xa xa có cái bờ á, nối liền luôn cái khách sạn Hoàng Phúc cao bên cạnh á. Ủa, bên kia cũng có nhiều cô chú anh chị mình chụp hình bên cái tảng đá lô nhô bên đó cô chú. Bây giờ mình qua bên đó luôn ha. Quá xá vui. Trên đây cũng có nhiều gia đình cũng đang ngồi ăn, thú vị lắm. Biển á, chiều quá, nó cạn nha cô chú. Đó, xong nó đánh vô. Vui nhộn thiệt chứ. Ập vô, đó. Thôi, đi phía trên đây cho nó an toàn. Đó, cô chú mình đang ngồi trên cái phía trước đây nè, cái quán người ta xây cái bậc để cho sóng bánh không có được vào sâu trong đây á. Đó, bên đây tắm cũng đông lắm. Bên đây cũng có một cái quán chế biến hải sản. Ở đây có nhà nghỉ Trương Thịnh này. Đó, cô chú anh chị đọc số điện thoại nha. Hình như Tỏn Nhỏ có ghi cái số điện thoại trong phần mô tả luôn á. Đó, đã chưa ốc hương á. Âm vô đó. Bánh cua, bánh vô. Thì tùy theo mùa, có khi là người ta cấm rải rác xung quanh dọc cái bờ biển này, nhưng mà hiện tại bây giờ á, bà con mình chỉ tắm ở cái khu vực ở trước mấy cái quán ăn này thôi nha cô chú nha. Rất là nhộn nhịp luôn á, ý ới gọi nhau la hét do những cái tiếng sóng nó quánh vào rồi. Nói chung rơm rã lắm cô chú. Thực sự mình thấy bãi biển này đến đây là nó tuyệt vời, nó lạ, nó độc đó. Trời ơi, tậu chưa. Đi trên bờ mà cũng không yên nữa, ngầu cũng không yên nữa. Đánh vô tiếp nè. Trời ơi, nó quánh nó khủng khiếp. Bên đây là cái bãi rêu á cô chú. Nếu mà mùa rêu là rêu nó mọc xanh thẳm trên đó nha, mướt mượt lắm, giống như là người ta trải thảm vậy, trên những cái tảng đá phẳng lì. Cái mùa này thì nó không có rêu, rêu tàn rồi, nhưng mà được cái là ấn tượng có nhiều cái tảng đá nó có nhiều hình thù kỳ quái, chụp hình nó tạo cái kiểu cách ấn tượng lắm. Bây giờ mình cũng qua bên đó luôn đi ha, để cô chú mình thấy một số hình ảnh hấp dẫn thì mình đi tham quan với bạn bè, với gia đình mình. Nói chung ở đây giá cả dịch vụ bình dân lắm cô chú. Tỏn Nhỏ mới nghe thông báo, có nghĩa là ở đây bà con mình tắm cũng có một cái đội ngũ ban quản lý người ta túc trực để có thể là hướng dẫn hoặc là kịp thời xử lý mọi tình huống. Thì đây là một trong những cái hỗ trợ phải nói là khiến cho bà con mình đến đây có phần yên tâm. Tại vì cái mùa này biển nó động khơi trước, và trong những ngày gần đây là áp thấp nhiệt đới á. Mới tối hôm qua sáng nay thôi là trời nó âm u lắm cô chú. Nhưng mà khi dần dần về trưa thì Tỏn Nhỏ cảm giác là trời nó nắng, nó nóng lên, nó không, cái độ ẩm của nó không có nhiều. Trời đó, thực sự là trời ơi, sóng ở ngoài kia nó quánh vô coi khủng khiếp chưa. Trời, nó đưa vô một cái luồng, một hàng dài luôn, nó ập vô nè. Coi thử cái con sóng này, coi thử. Tụi nhỏ nhìn ở bên ngoài thấy nó rõ lắm cô chú. Quánh nè, trời ơi, từ ngoài kia mà nó vô tuốt trong đây luôn nè. Đây nè, vô ầm vô nè. Đó, đó. Ghê gớm thiệt chứ. Đó, nhìn là thấy từng đợt sóng cuồn rất là cao đánh vào. Đó, đây là đây tiếp tục có một cái con sóng nè. Đánh vô nè. Âm vô nè. Đó. Nhìn thấy rõ luôn. Bên đây là đoàn gia đình mình đang tập trung tắm đông vui lắm. Rồi, bây giờ Tỏn Nhỏ đi qua bên cái bãi đá ha. Những cái tảng đá chứ. Bãi đá thì là bãi đá bảy màu. Đó, lúc nãy Tỏn Nhỏ đi tới đây rồi nhưng mà lui lại để mà quay cái con sóng nó quánh vô. Đó. Bây giờ là phải đi phía trên thôi chứ không có đi dưới được. Thì đây là cái khu vực khách sạn Hoàng Phúc lúc ban đầu Tỏn Nhỏ nói nha cô chú. Đó, ở đây người ta có phục vụ quán nước nè. Dịch vụ gửi đồ cá nhân, tắm nước ngọt 20k một người. Cái này là cầu thang đi lên nè. Thông thoáng, thoải mái ha. Đây, phía đây có một số bạn. Ở đây có nhiều tảng đá lởm chởm. Đó, nó đẹp lắm. Rất ấn tượng cô chú ha. Ra đây tha hồ ngắm những cái viên sỏi bãi đá bảy màu á, tuyệt vời lắm cô chú. Ngoài đây cũng có trời ơi, nguy hiểm quá. Tại vì Tỏn Nhỏ thường xuyên đi á, biết là nó trơn trượt lắm cô chú nha, thực sự rất là khó khăn nha. Mà trong khi sóng nó quánh mạnh nữa nè, cho nên là cái sự thăng bằng của mình là nó hơi khó khăn á. Nói chung cái nào mà mình cảm thấy nó yên tâm á. Đó, thấy chưa? Trời ơi, thấy chưa? Thấy không? Ngồi trên tảng đá rồi đó mà nó quánh, sóng nó quánh là rớt xuống luôn đó. Lỡ may nó bật ra bên sau rồi nó đụng ngay đầu mình sao? Thôi đi vào, Tỏn Nhỏ lo lắng lắm cô chú. Rồi cũng đang cố gắng thực hiện cho nó xong cái tấm ảnh để làm kỷ niệm gia đình của mình. Ở bên đây cũng có nhiều cô chú mình đang chụp hình bên đây ha. Những cái đá, những cái tảng đá này, cái mùa này là mùa rêu nó đã tàn rồi, rong rêu nó tàn rồi, nó rụi rồi. Lâu ngày cái nó tạo thành những cái mảng bám mà trơn lắm. Cho nên là mình đi phải cẩn thận, chú ý, quan sát. Mình cũng bị mấy lần cô chú. Tỏn Nhỏ bị mấy lần. Ở trên đây ha, trên đây thì cũng có vài chị là đang sửa soạn, gia đình mình ăn uống chứ, gia đình mình ăn uống tại đây. Bây giờ chắc thu gom lại nè. Ồ, cái đoàn gia đình này bên kia lúc nãy đông lắm, bây giờ là đi qua lại. Không, ôi da, đi mà cũng không yên đó. Đó, những cái tảng đá lôi nhô ha cô chú ha. Wow 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 wow. Rất là trơn. Thực sự khó khăn á. Đó, có nhiều tảng đá hình dạng rất là đẹp ha cô chú. Ở bên đây cũng có tập trung tắm nữa, hay chứ. Đúng là mình tìm cái chỗ nào mà an toàn á, mình có thể tập trung lại tắm cũng được, không sao hết, với điều kiện là phải biết rõ nước nó cạn hay là như thế nào đó nha. Đó, đây cũng có một nhóm nè, tắm cái khu vực này cũng vui thì kia chứ. Đó, bên kia bãi đá bảy màu của chú nha, cậu nhỏ gần sát luôn đó. Thì những viên đá mà nó tiếp xúc với nước đó, nó óng ánh đẹp lắm. Đây nè, có một số đoàn anh chị là nhặt những cái viên đá nè. Đây cô chú, rất đẹp ha. Ồ, nó rớt, nó rớt. Nó rớt của mấy anh mấy chị mình. Nói chung chiều cái này chưa có đẹp đâu, không có đẹp, còn nhiều viên đẹp lắm, sắc sảo lắm. Đó, nguyên bãi đá bên đó, nguyên bãi đá bảy màu bên đó. Thì đó thì Tỏn Nhỏ xin phép dừng lại tại đây thôi nha cô chú. Cũng mong muốn gửi đến một số hình ảnh vào ngày thứ bảy ở cái khu vực chợ thì sẵn mình xuống dưới biển này luôn. Đó, cho nên cô chú mình có gì xem video ủng hộ Tỏn Nhỏ một like, một đăng ký nha cô chú. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Tỏn Nhỏ xin phép bye bye nha.